tôi nhớ rất rõ đã để cái túi đó ở đây. Còn cả cái cưa nữa, giờ cũng không thấy đâu. Sao vậy? Kìa. Hello. Cô ổn chứ? Sao? Sao anh lại nghĩ tôi không ổn? Cô nhắn tin nói là cô phải đi đâu đó mà. Tôi đi tìm kiếm một thứ. Tôi cũng đi tìm kiếm một thứ. Anh tìm thấy chưa? Rồi, tôi đã thấy rồi. Tôi biết. Khuôn mặt của anh là bằng chứng. Vậy có tìm thấy thứ cô đang tìm không? Có, nhưng tiếc là tôi đã làm mất nó rồi. Dù sao thì chỉ có một người trong chúng ta có thể chiến thắng. Chờ chút đi. Đọc tên cô đi. Đọc tên cô. Prakati. Không, tôi đang kiểm tra. Tôi nghĩ là cô đã uống rượu khi có cơ hội. Cô nói chuyện nghe lạ quá. Anh giả vờ đủ rồi đó. Từ hôm nay anh sẽ thấy diễn xuất của tôi. Anh nói hay thật đó. Làm như có mình anh biết tới rượu. Tôi đi thay đồ. Nghe nè, giúp tôi một việc đi. Cô thấy điếp thế nào? Sao? Tôi thích cậu ấy. Không phải cho tôi, mà cho Priya. Bây giờ được có hỏi tôi sao lại thay đổi suy nghĩ như vậy. Chuyện dài lắm. Ngồi xuống đi. Tối nay tôi có một kế hoạch. Tình yêu có thể có ảnh hưởng lên một người như thế nào? Không ai có thể hiểu điều này hơn tôi hết. Sự quan trọng của tình yêu. Người rất quan trọng đối với chúng ta. Vì cuộc sống của chúng ta và sự sống còn của chúng ta. Rất khó. Rất khó để tìm được một người như vậy. Nhưng khi cô biết có một người yêu cô vô cùng thì cô không thể để người đó đi được. Cô hiểu điều tôi đang nói không? Một khi mà cô nhận ra điều đó rồi, cô không nên trì hoãn việc hát bài hát đó. Bài hát gì nhỉ? Có bài hát này từ một trong những bộ phim của Sarut. Bài hát gì nhỉ? Phải rồi. Nào, đây là tay của Priya, còn đây là tay của Deep. Tôi nghĩ bàn tay của Priya hoàn toàn phù hợp với bàn tay của Deep. Cô biết không, tôi nghĩ là Deep rất yêu Priya và chúng ta nên hợp tác cho hai đứa nó. Cô nghĩ sao? Nói tôi nghe đi. Nói đi mà, dù sao thì tôi cũng không giỏi lắm trong việc mai mối. Nếu có cô hỗ trợ thì chuyện đó mới thành được. Kẻ đã giết chết tình yêu của chính mình, làm sao người đó có thể muốn hợp nhất hai người yêu nhau? Anh ta đang làm tất cả những điều này để tâm trí mình chuyển hướng khỏi những gì anh ta đã làm ở bên ngoài. Nhưng xin lỗi anh Rabi Manhotra, cho đến bây giờ anh vẫn theo dõi tôi. Bây giờ tôi sẽ để mắt đến anh. Cô suy nghĩ gì mà tập trung vậy? Cô đang nghĩ làm sao mà tôi lại chuyển sang thích Deep được, đúng không? Hỏi Priya đi, cô bé sẽ kể với cô. Chuyện dài đó. Cô tham gia không? Anh ta về nhà ngay khi mình về. Có nghĩa là anh ta chỉ mới giấu những bằng chứng đó đi thôi. Mình chắc chắn sẽ tìm thấy chúng. Tôi nghĩ là tôi có đặt một con chip trong não qua đây để nghe thần giao cách cảm của cô. Không, tôi đang nghĩ về Priya và Deep. Dù sao thì ý tưởng của anh cũng không tệ. Tôi cũng không phải là người xấu đâu. Thế thì bắt tay nhé. Cô phản ứng chậm thật đấy. Cô làm gì cũng chậm chạp hết phải không? Phải, tối nay được không? Sao cô lo lắng vậy? Cô sắp có bài kiểm tra. Thoải mái đi, chúng ta sắp được gặp Priya và Deep rồi. Phải, tôi biết nhưng tôi vẫn sợ. Phải có niềm tin vào bản thân chứ, tự tin lên. Xong rồi. Dạ, đã xong.
Cái gì? Điếp đến rồi, Tuyền, điếp đến rồi. Hai em Dobriya đến đây đi. Chị nói hai đứa em là sao? Anh chị có tham gia cùng tụi em không? Tụi chị ở đó làm gì? Tụi em còn trẻ, mấy em đi chơi với nhau vui vẻ đi. Chị, đừng có hành động như bà già vậy chứ phải. Đi đi mà chị dâu. Nếu tụi em gặp bất kỳ vấn đề hay một chuyện gì đó không đúng thì chị sẽ xử lý. Nếu kế hoạch của tụi em mà có gì đó sai là sẽ thất bại luôn đó. Chúng ta sẽ đi. Sao ạ? Cô đi chuẩn bị cho Priya đi. Hay quá. Không, nghe đây. Cái gì? Không nghe. Chúng ta có phải là người già đâu. Anh có thể đi nếu muốn, nhưng đừng lôi tôi vào chuyện này. Đó là kế hoạch của cô. Nếu cô không đi, trách nhiệm của cô là làm cho kế hoạch này thành công. Nhưng tôi thì sao? Cô sợ gì hả? Sợ? Sao tôi phải sợ? Phải. Cô chưa bao giờ đến một nơi như vậy, làm sao mà anh biết được? Sao? Tại sao anh cho là tôi chưa từng đến nơi nào như vậy hả? Có khi tôi đã đến một nơi như vậy nhiều lần rồi. Phải, có thể. Cô hài hước quá đó. Tôi đi thay đồ đây. Đi nào đi nào. Em cũng phải đi. Gì vậy? Anh à, em không có tâm trạng để đi. Mọi người đang ép em đó. Em không có tâm trạng nên tụi anh mới dẫn em đi. Nhưng anh ơi, dịp gì mới được chứ? Đâu có sinh nhật hay lễ kỷ niệm gì đâu. Em phải đi gặp. Anh nói sao? Sao em phải quan tâm chứ? Em không thể đi cùng với tụi anh khi tụi anh đi ra ngoài chơi sao? Mà ai nói là không chứ? Hôm nay là ngày kỷ niệm cuối tuần. Anh đâu cần phải nói vậy đâu. Không không không, phải. Hôm nay là sinh nhật của anh. Ý anh là hôm nay là sinh nhật của ban nhạc anh. Thật ra khoảng 150 năm trước, Nakul đã tuyên thệ làm đau đầu mọi người bằng âm nhạc của em ấy. Nhưng hôm nay em ấy sẽ không làm bất cứ điều gì như vậy. Hôm nay tất cả chúng ta sẽ chỉ nghe nhạc hay thôi. Có phải là cùng cái túi đựng bằng chứng không? Và vật kim loại đó có thể là một cái cưa. Tôi quên đồ trong cốp. Cô không thể. Cái gì? Không được phép. Không được phép gì? Bộ đồ của cô đang mặc. Không được phép đi vào nơi chúng ta sắp đi. Tại sao? Có vấn đề gì sao? Phải, cô nói đúng, không có vấn đề gì hết. Như này đi. Cô đi vào trong, chấm thêm một chấm đỏ lên trán của cô và mang theo cả nhạc cụ nữa. Bởi vì chúng ta sẽ đến một buổi sinh hoạt tôn giáo, phải không? Chúng ta có phải người của bộ lạc đâu không? Đi thay đồ giùm đi. Không, tôi không thay. Vậy thì tôi sẽ không chở cô. Anh không biết gì hết. Mọi người đó sẽ thích bộ này cho coi. Họ sẽ khen ngợi cô khi nào họ cho cô vào trong. Cô không được phép vào đâu. Họ sẽ đuổi cô ra ngoài và sẽ cho cô một sớ có địa chỉ một vài ngôi đền gần đó đó. Đi, đi nào, dậy đi. Đó là cửa ra vào, đi nào. Anh ta sẽ giấu cái túi sau khi mình đi. Nhưng mình sẽ không để điều đó xảy ra. Mình sẽ đưa anh ta đi cùng mình. Cô suy nghĩ đen tối quá. Nhưng mà tôi chỉ đang nghĩ mình nên mặc gì. Được rồi, vậy cô phải nói ra. Cô không nói thì làm sao mà tôi biết được. Đi nào. Tôi sẽ nói cô nên mặc gì. Nếu không thì cô lại mặc một bộ đồ Ấn Độ khác nữa. Vậy tôi mặc gì đây? Nhìn đi, tôi biết mà. Một ngày nào đó cô sẽ xúc phạm tôi thầm tệ. Mình sẽ xem cái cốp sau. Prakati, đi nhanh đi. Sao cô lâu vậy hả? Sẽ lâu đó. Bộ đồ này không hợp với tôi. Cô đâu có mập hơn hay là gầy hơn Priya đâu. Vừa đó, bộ đó sẽ vừa với cô. Nhanh lên đi. Phải, nhưng mà nhìn hơi lạ lắm. Tôi không biết, nhưng có gì đó lạ lạ. Bà Katy đừng có viện cớ nữa. Thay đồ nhanh lên rồi ra đây đi. Chúng ta sắp muộn rồi đó, mọi người đang đợi chúng ta. Cô đang làm...
anh đang cười. Mọi người sẽ cười tôi như anh. Tôi đi thay bộ khác đi, tôi không cười nữa. Tôi đang cười vì nhìn cô đẹp lắm. Nhìn rất đẹp luôn. Cô biết cô đẹp thế nào không? Ý tôi là thật sự rất đẹp. Chờ chút, anh nói gì vậy? Xinh đẹp hay là nóng bỏng? Cả hai. Bao nhiêu phần trăm anh cho là đẹp, bao nhiêu phần trăm là nóng bỏng, Rakati? Cô hỏi gì vậy chứ? Trả lời tôi đi, tôi đang hỏi anh đó. Trả lời nhanh đi. 70% nóng bỏng. Tôi sẽ đi thay đồ, Rakati. Quần áo không phải vấn đề. Ai là người mặc mới là vấn đề. Cô là một cô gái xinh đẹp. Cô thật sự rất đẹp. Không chỉ bên ngoài mà còn cả tâm hồn cô nữa. Và khi người ta đẹp rồi thì mặc gì cũng sẽ đẹp. Nhìn cô rất đẹp. Tin tôi đi, nhìn cô đang rất xinh đẹp đó. Khi cô bước ra đây, ván này cho coi. Mọi người có thấy Prakati không ạ? Không, chắc cô ấy ở trong phòng. Cô ấy không có trong phòng, con vừa từ phòng cô ấy xuống. Cô ấy không có ở đó. Cô ấy đi đâu rồi ạ? Mẹ có thấy cô ấy không? Không. Cái gì vậy? Nhìn kia, có cái gì đang bò ở gần kệ sách kìa. Cái gì đâu? Nhìn sang bên trái một chút đi. Có cái gì đó đang động đậy kìa. Chắc không phải là con chuột cống đó chứ. Rabi, cô đang nói gì vậy? Hay là có ma trong nhà không? Rabi, cái gì? Cậu có bị điên không? Nè, con chỉ đùa thôi, thoải mái đi. Chơi bài tiếp đi. Không có công an nào đâu. Cảm ơn, tạm biệt. Tạm biệt. Đến lượt ai đây? Đừng có sợ, cô xem thường tôi quá. Tôi đã làm được rất nhiều điều tuyệt vời. Nhiệm vụ đó dễ dàng như vậy. Anh chưa bao giờ bị ai nhìn thấy trong góc. Nhiều chuyện quá, sao mợ lại đánh hả cậu? Không có gì, cứ vậy đi. Nhưng con đi đâu vậy? Tụi con đi ra ngoài. Con nói tụi con là sao? Tụi con... Mấy ông chồng các anh đều như nhau. Anh thậm chí không thèm nhìn lại xem vợ mình có bị làm sao hay không. Con... phải đi ra ngoài. Gì? Em đi trước sao hả? Tốt hơn là anh phải đi. Tạm biệt. Nào, chúng ta đi. Dùng cái băng đó đi. Anh cười nhiều vậy. Anh cứ nhìn nó. Một ngày nào đó mà anh có gặp vấn đề thì tôi cũng sẽ cười anh như thế này. Không đời nào, tôi chẳng bao giờ gặp rắc rối. Tại sao? Bởi vì tôi không bao giờ mặc một chiếc váy có đường xẻ. Tôi sai rồi.
tôi cũng nên lấy một cuộn băng dính. Chúng ta nên dán nó lên váy của cô. Số cuộc thì cái váy đó cũng gây rắc rối cho cô quá ha. Nhìn cô đẹp lắm, tôi phải nói bao nhiêu lần đây? Chắc chắn cái túi đó phải nằm trong cốp xe. Bằng bộ giá, mình phải lấy cái túi đó ra. Nhưng mình phải làm gì đây? Cô muốn ngồi sau không? À không, tôi chỉ là... Thật ra... À, mà chúng ta có lớp xe dự phòng ở trong cốp xe không? Sao vậy? Không, ý tôi là phòng trường hợp cần thì chúng ta có sẵn rồi phải không? Có một cái động cơ dự phòng. Không, nếu động cơ này ngừng hoạt động thì tôi sẽ để thêm một cái lớp xe trong cốp nữa. Không, ý tôi chúng ta ở đâu? Trong xe chứ đâu. Được rồi, anh dừng xe lại cho tôi xem đi. Cô bị gì vậy? Không có, tôi chỉ muốn cảm thấy an tâm hơn. Cô không đùa chứ? Tôi không mở ra được. Tại sao? Tôi đang giấu một xác chết ở trong đó. Không, ý tôi là cho tôi xem. Chỉ một chút thôi, tôi sẽ thấy yên tâm hơn. Cô rảnh đến mức vậy hả? Cô không có chủ đề nào khác để nói à? Chúng ta có thể nói chuyện về chuyện ngân sách của quốc gia. Cô bị làm sao vậy hả? Mình thật ngu ngốc, đúng là một cái cớ vớ vẩn. Đương nhiên là anh ta sao không cho mình xem về cái cớ đó. Mình phải tự kiểm tra nó. Nhưng bằng cách nào đây? Chào buổi tối, thưa anh, thưa cô. Hân hạnh được gặp anh. Cảm ơn. Lúc này thì mình không kiểm tra cốp xe được. Mình nên vào bên trong và viện một cái cớ khác vậy. Vẫn không thoải mái à? Không. Khoa tai của tôi hình như là tôi đánh rơi ở đâu rồi. Cô đã đeo cả đôi à? Tất nhiên là tôi đã đeo cả hai. Tôi không biết, có thể là nó rơi ở đâu đó. Cô không muốn Deep và Priya gặp nhau đúng không? Tìm xung quanh đi, có khi cậu sẽ thấy. Được rồi. Tôi không tìm thấy nó ở đây. Tôi nghĩ là nó rớt ở trong xe. Bây giờ chúng ta không thể ra xe được. Dưới này đi, cô lấy tóc của cô che lại. Nhưng mà sao tôi có thể che lại như vậy chứ? Một tay thì đeo, còn một bên thì không. Nếu đó nhìn thấy họ sẽ nói gì đây? Họ nói gì chứ? Tôi không muốn kiểu thời trang đó. Ôi không, đi xem trong xe coi có không. Không, sao lại đi chứ? Một người nên ở lại đây. Anh vào trong đi, tôi sẽ đi. Đi nhanh đó. Được. Đưa tôi chìa khóa xe của anh Rabi Manhoja với. Thưa cô, nhân viên đang cho xe đậu vào trong bãi, cô đợi chút đi. Không, không cần, tôi tự đi, cảm ơn. Có thể là anh ta đang lấy cái túi. Nếu mình gọi anh ta có thể bỏ chạy. Mình phải bắt anh ta tận tay. Cô à, cô đã có chìa khóa xe chưa? Người đó đâu rồi? Cái túi không còn ở đây. Anh ta phải đâu đó quanh đây thôi. Anh ta đi đâu nhanh vậy chứ?
Không, cảm ơn. Anh không bị bệnh chứ? Sao vậy? Anh vừa từ chối không uống rượu đó. Tôi chê rượu vì cô. Nếu như tôi uống, cô sẽ bắt chước tôi mà uống. Cô sẽ say, rồi tôi sẽ khó mà xử lý được. Vậy nên tốt hơn là tôi nên tỉnh táo. Chúng ta ngồi đâu đó đi. Chúng ta sẽ tìm chỗ ngồi rồi nghe nhạc phải không? Chính xác. Nakul, em nhờ phục vụ chuẩn bị ghế đi em. Ở đây chúng ta có một bà già bị thoái hóa khớp gối. Bài hát này buồn chán thật đó. Em muốn nghe nhạc Bollywood đúng vậy không? Dạ, vậy thì như này đi. Hãy yêu cầu DJ cho mấy bài nhạc Bollywood. Anh đi nói đi, còn tụi em ở đây nhảy. Ai thích những bài hát của Bollywood nào? Đây đây đây, Priya, Nakul, không có cãi nhau nữa. Thoải mái đi. Nakul, gọi phục vụ nha, năm đi motel. Còn Priya thì yêu cầu DJ đánh nhạc Bollywood. Còn anh làm gì? Câu hỏi hay. Tôi sẽ ngồi đây và quan sát mọi người. Có người cần phải để mắt tới mà đúng không? Tôi là người già nhất. Đi làm việc đi. Em sẽ đi. Tốt. Này, DJ, anh có thể chơi mấy bài nhạc Bollywood được không? Alo, DJ, mở nhạc Bollywood giúp đi. Anh đang làm gì ở đây? Đi chơi, anh đến chơi với bạn. Nhưng mà anh bị thương mà, anh trai tôi đã đưa anh đến bệnh viện. Anh không nghỉ ngơi mà làm gì ở đây vậy hả? Em rất quan tâm đến anh. Nếu như vậy thì em nên đến thăm anh mới phải. Không phải là tôi quan tâm, chỉ là tôi. Dù sao thì cũng cảm ơn anh chuyện lúc sáng nay nha. Gì? Tôi nói cảm ơn. Không có gì. Tạm biệt. Này, vì em đã yêu cầu nhạc Bollywood rồi thì ít nhất chúng ta hãy nhảy với nhau một bài đi. Không, cảm ơn. Nào, nhảy một bài thôi. Tôi nói là không. Ơ kìa, anh Rabi và chị dâu đâu rồi? Anh nghĩ là em sẽ đến đây với ai nữa. Nhưng em đi một mình. Tôi đi cùng với gia đình của tôi. Tôi không biết họ đi đâu rồi. Em có thể xem anh như người nhà và trò chuyện với anh. Tôi đang không biết là họ đi đâu rồi nè. Nghe đây, em không còn lựa chọn nào hết. Chờ đến khi họ đến, chúng ta có thể. Nghe đây Deep, anh là một chàng trai tốt. Anh xứng đáng với một cô gái tốt hơn tôi. Nhưng anh nên làm gì đây? Anh không cảm thấy muốn gặp bất cứ ai khác ngoài em hết. Sao? Anh nói là anh không muốn gặp ai khác ngoài em hết. Này, anh ấy làm gì ở đây? Ồ, vậy ra đây là kế hoạch của mọi người. Đây không phải là một kế hoạch đâu. Thật ra là có lý do chính đáng cả đấy. Mọi người đều muốn tụi em gặp được nhau. Lý do này không hợp lý. Chẳng có chuyện gì giữa chúng ta hết. Không bao giờ. Em xin phép. Kìa, Priya. Priya. Priya, Nakul, đi theo mấy. Xin lỗi Deep, những gì chúng ta nghĩ đã không xảy ra. Không sao chị à. Đừng để ý. Ít nhất thì mọi người cũng đã thử rồi. Em chỉ nghĩ là mình không được may mắn thôi. Anh? Sao hả? Anh không biết kiểm soát bản thân hả? Chắc là cô có. Ai là người hét lên? Đó không phải là hét Prakati. Có việc người này thích nhưng người khác thì không thích vậy thôi. Được rồi. Vậy thì sao hả? Nói tôi nghe xem, tôi không thích cái gì? Cái váy này. Nếu cô không thích thì cô đã không mặc. Tôi đã quan sát từ lúc còn ở nhà, thỉnh thoảng cô lại che đi chân của cô sau đó. Người khác hẳn là nghĩ cô đang bị lạnh đó. Chờ đã, hai chuyện này khác nhau. Chiếc váy này không hợp với tôi, phải lại mặc một chiếc váy có đường cách xẻ như này chứ. Thoạt nhìn nó gọi là váy đầm,
Thứ hai, tôi nói từ ở nhà rồi Bracati. Cô nhìn rất tuyệt vời. Cô xem, cái màu dễ thương làm sao. Chiếc váy này thật sự rất đẹp, được tạo ra để tôn vinh vẻ đẹp của cô. Thậm chí tôi cũng đang cảm thấy cô rất là đẹp. Nhưng không, cô không quen với nó. Không có ai khen ngợi cô từ khi cô còn nhỏ. Vậy nên cô không hiểu ý tôi. Không, tôi chỉ... Cô muốn biết nhìn cô thế nào đúng không? Tôi sẽ nói với cô sự thật, nhìn cô giống như một chú hề. Nhìn tóc tai cô đi, giống như là rễ tre vậy. Nhìn mắt cô đi, cô đã chút 150-200kg mascara. Nhìn như một con cấu trúc đang đứng trước mặt tôi. Còn nhìn môi của cô đi, cứ như là con vịt đang tập nói. Còn chiếc phía này nữa, nhìn như là một món đồ cổ vậy đó. Cô đang đi bộ, nhìn khuôn mặt của cô kìa. Cô nhìn như vậy đó. Anh nói tôi giống vậy sao? Phải, giống y. Cô ấy còn đẹp hơn. Tin tôi đi. Sao hả? Anh nói hơi quá đó. Đi mà nói với cô ấy đi. Anh, Priya là em của ai? Của em. Vậy thì chị dâu đến đây chỉ vì Priya đúng không? Và chị ấy đến đây với một bộ váy mà chị ấy chưa bao giờ mặc. Nếu em đến đây với bộ sa đê thì em cũng sẽ thấy khó chịu, đúng không nào? Vậy đó anh, nếu bắt em với anh mặc đô ti thì chúng ta cũng không thấy thoải mái mà. Anh thấy vậy không? Vậy nên vấn đề là bất cứ chúng ta là ai, nếu chúng ta không quen thì đều sẽ thấy không thoải mái, đúng chưa? Chị dâu đã làm những việc này vì anh, còn anh thì làm bẻ mặt chị ấy. Anh à, em nghĩ là anh quá khắt khe với chị rồi. Đừng lo về Priya, tôi đã thuê một vệ sĩ bảo vệ sự an toàn cho em ấy rồi. Đây là bài hát cuối cùng dành tặng cho tình yêu, dành cho các cặp đôi đang yêu, đang có mặt tại đây.
Nhưng mà cô cọc tóc lại được không? Tóc của cô đang bay bay như bụi gai á, vậy thì cẩn thận đó. Có thể những sợi tóc này sẽ làm đau anh. Đợi chút, vệ sĩ đang gọi tôi. Sao vậy Priya? Sao lại khóc? Làm ơn, đừng khóc mà. Priya, chuyện gì vậy? Sao vậy? Không, không phải em. Cậu ta có phải là người đã làm cho Priya phải tự tử không? Ashley, mọi chuyện kết thúc rồi. Nhưng em không biết tại sao em lại khóc nữa. Em bị điên rồi. Sao chuyện này lại xảy ra với em chứ? Đi thôi Priya. Không, chúng ta không thể đi trước khi kết thúc chuyện này. Priya vừa nói mọi chuyện đã kết thúc, nhưng em ấy vẫn còn đau khổ. Làm sao chúng ta có thể đi khi nỗi đau của em ấy vẫn còn chứ? Priya, nếu không có ai lau nước mắt cho em thì cũng không ai được phép làm em khóc hết. Này, ai tắt nhạc vậy? Em làm đó anh yêu. Em đến từ bên kia đại dương để được gặp anh. Anh nghe em hay là nghe mấy bài nhạc này hả? Em đã trao cho anh tình yêu, tiền bạc, tất cả mọi thứ. Nhưng anh trả lại cho em những gì? Là phản bội sao? Vớ vẩn. Cô là ai? Em là ai á? Anh đang hỏi em sao? Mọi người hãy nhìn đi. Người đàn ông này, anh ta thậm chí không nhớ nổi khuôn mặt của tôi. Ôi trời, sao mặt đất không nứt ra trước khi tôi nghe những điều này cơ chứ? Tại sao tôi lại dính vào chuyện này? Chỉ có con chó mới làm những việc đây thôi. Không, chó thậm chí còn tốt hơn anh. Ít nhất là nó trung thành. Anh đã hứa sẽ cưới tôi, vậy mà bây giờ anh đang ở với người khác. Anh đã phá hủy cuộc sống của tôi bằng cách hứa sẽ làm đám cưới với tôi mà. Tôi đã không còn gì hết nữa. Nè, cô đang nói chuyện gì vậy? Cô muốn vu khống cho tôi để tống tiền đúng không? Cô, cô gái mà cậu đã phản bội kia kìa. Priya, tôi là chị dâu của cô ấy. Cậu đã làm gì cô ấy? Sao tất cả cô ấy đã chẳng làm gì cậu? Nhưng bây giờ hãy xem tất cả những gì tôi sẽ làm với cậu đây nè. Priya, nếu cậu chỉ cần thốt ra một từ nào thôi, tôi sẽ đưa Priya ra đứng trước mặt cậu. Khi đó thì cậu sẽ không thể nghe được cô ấy sẽ nói những gì đâu. Tôi thấy xấu hổ cho cậu. Đồ lừa đảo.
Wow, chị dâu, chị dâu. Chị ngầu thật đó. Em cũng muốn làm nữa. Đồ lừa đảo khốn nạn. Lừa đảo, lừa đảo. Đồ lừa đảo khốn nạn. Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo. Đồ lừa đảo khốn nạn. Lừa đảo, lừa đảo. Lừa đảo, lừa đảo. Lừa đảo, lừa đảo. Lừa đảo. Đồ lừa đảo khốn nạn. Chị đã giúp em một việc rất quý giá, chị dâu à. Không thể có cách nào tốt hơn để khép lại quá khứ của em hết. Chúng ta về thôi. Ấn tượng đó. Đến giờ tôi không nghĩ là cô có thể làm ra một việc như thế này. Hóa ra cô cũng là một quả bom nguyên tử. Cô đã nhấn chìm cậu ta trong rượu. Ngầu lắm. Tôi tự hào về cô. Một ngày nào đó, điều tương tự cũng sẽ xảy ra với anh, Ravi Malhotra. Nếu tôi có thể làm việc này cho người khác, thì hãy hình dung tôi sẽ làm gì với anh. Đồ lừa đảo khốn nạn, đồ lừa đảo. Đồ lừa đảo khốn nạn, đồ lừa đảo, đồ lừa đảo, đồ lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo. Xin phép cả nhà, bây giờ đến lượt tôi. Rabbit. Tôi sẽ không đánh. Ai lại đi giết một kẻ đã chết rồi chứ? Thoải mái đi, tôi chỉ đang nói với cậu ta. Cậu đã ném cái chai này. Cầm lấy. Đánh tôi đi. Tôi đang đứng ngay trước mặt cậu đây. Sao thế? Không à. Chỉ những kẻ hèn nhát mới đi đánh lén từ phía sau. Mới chỉ có phụ nữ trong nhà tôi sửa cậu mà cậu đã thế này. Thử hình dung, để tôi đánh cậu thì cậu sẽ như thế nào nữa. Cư xử như đàn ông đi. Nhìn đây. Em trai tôi. Em gái tôi. Em gái tôi. Còn đó là vợ tôi. Đó là gia đình của tôi. Nếu cậu dám nhìn họ, dù chỉ là vô tình thôi, cậu sẽ phải biết. Sao thế? Tôi nói gì sai à? Cậu phải biết tại sao tôi không đánh cậu. Bởi vì nếu để tôi phải ra tay đánh cậu,
thì cậu sẽ chết đó. Gái này tôi đánh giao trực diện và tôi đã làm đi làm lại rất nhiều lần. Tôi bị gãy ít nhất 100 trong số 206 chiếc xương. Vì vậy thì bệnh viện sẽ giảm giá lớn cho các bệnh nhân. Và tôi nói từ bệnh nhân nghĩa là người bị tôi đánh đó. Phục vụ, đồ uống đến rồi. Tôi đã gọi đồ uống cho cậu. Cầm lấy, uống đi. Ngồi xuống, để mặt tôi. Phải khẩu hiệu là gì nhỉ? Là gì? Đồ lừa đảo khốn nạn, tốt lắm. Là gì? Đồ lừa đảo khốn nạn,